Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Hôm nay là nói về hai phân số bằng nhau toán lớp lớp 6 nha các bạn. Toán lớp lớp 6. Rồi thì mình lấy mình nêu kiến thức nè. Vì hai phân số bằng nhau thì mình cho phân số thứ nhất là a phần b bằng c phần d. Thì hai phân số này bằng nhau khi và chỉ khi ta lấy tử thằng này nhân mẫu thằng này thì tương đương a nhân d bằng tử thằng này nhân mẫu thằng này c nhân nhân b. Khi cái này thọ thì cho thấy hai phân số nó bằng nhau. Ví dụ như 1 phần 2 bằng 3 phần 6 vì 1 nhân 6 bằng 6. 2 3 nhân 2 cũng bằng 6. Hai thằng này bằng nhau, tương đương hai cái phân số đó bằng nhau, được chưa? Hai cái phân số đó bằng nhau. Rồi bài 2.13, một phân số có tử bé hơn mẫu thì mình cho một ví dụ đi ạ. Cho đại ví dụ nè, ví dụ 1/2 tử bé hơn mẫu hợp lý bằng một phân số có tử lớn hơn mẫu, có không ạ? Có nha các bạn. Thì rất đơn giản, thì các bạn nhân ở dưới số âm đi ạ, nhân cho -2 thì ở trên cũng phải nhân cho -2, ở dưới cũng phải nhân cho -2, vậy ra là -2/-4. Vậy cho thấy tử của nó đã lớn hơn mẫu, được chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi bài 2.14, các đẳng thức sau đúng không? 1/1 bằng 1/1 thì muốn đúng hay không, ta lấy tử thằng này nhân mẫu thằng kia. 1/1 có bằng 1/1 không ạ? Có. Tiếp tục 1/2 bằng 2/1 + 3, 1 + 3 bằng 4, vậy là 1/2 có bằng 2/4 không ạ? Có, bởi vì 1/4 bằng 2/2. Tương tự những thằng khác cũng như vậy, các bạn cũng như vậy. Để hai phân số bằng nhau hay không, ta nhân chéo, hay nói là tử thằng này nhân mẫu thằng kia bằng tử thằng này nhân mẫu thằng kia, được chưa? Rồi còn các bài còn lại các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Còn bài nào các bạn giải quyết không được, các bạn comment ở phía dưới để Lợi dựng những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.